Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau trở lại con đường trò chơi và cùng nhau chia sẻ những đường cầu, những phương pháp bắt cầu con xích bò, sành xích bò trên con đường trò chơi anh em nhé. Ok, anh em cùng nhau chiến đấu luôn. Vốn này 46 củ này đang chạy xỉu nhé. Thường thì mình sẽ chạy theo cái xu hướng cầu cầu đang bệt đấy, lắp bão 5 lít thì gọi là tay này vào và vào một tay ba củ và xỉu đấy, lót bão đó. Tức là ba củ rưỡi nó bão 5 lít, nếu mà ăn thì tính ra mình sẽ ăn được ba củ xỉu thôi đấy, còn nếu không ăn bão kiểu dạng như vậy. Ok, để xem là tay đầu tiên khởi động thành công anh em nhé. Để xem là tay đầu tiên khởi động thành công không. Tài, tay đầu tiên chưa thành công. Thì để mình sẽ tính lại này. Từ từ nhá, đợi xíu. Tài như thế này, xu hướng 22 đây có rồi thì chắc chắn nó sẽ phải trả một tay xỉu về sau. Nó không thể trả về 22 được nữa. Đấy, đấy là cái mẹo chơi, cái mẹo phân tích cầu để cho anh em luôn thành công nhá. Đấy, tay này vào căng đét luôn. Đấy, không xỉu chặt chim luôn. Không xỉu chặt chim luôn. Uy sẽ tín luôn đúng không anh em? Uy sẽ tín luôn. Để xem là cái tay này có rực rỡ hay không. Xem là như mình phân tích hay không, đúng không? Xem như mình nói hay không. Nói chung là chơi thì nó cũng sẽ phải có tay nọ tay kia. Nhưng quan trọng là cái kết cuối cùng anh em mình rực rỡ. Đấy mới là cái điều quan trọng anh em nhé. Còn trong quá trình chơi nó sẽ phải có tay để thua. Đấy là cái điều rõ ràng rồi. Được chưa? Chuẩn chưa? Đó. Húp xỉu luôn chưa? Đã nói là phải chuẩn anh em ơi. Đã nói là phải chuẩn. Đã nói là phải chuẩn. Tiếp tục nào. Vào một tay tài nữa này. Đấy. Hai củ rưỡi. Một tay tài hai củ rưỡi. Không có gì phải xoắn cả. Những anh em nào cùng đam mê cùng sở thích, anh em nhớ tham khảo những đường cầu của mình. Anh em không cùng đam mê không có sở thích, xin mời anh em lướt qua. Đây vào lót thêm bão đi. 5 lít. Mình thì trước đây cũng chơi rất nhiều các con game khác nhau rồi. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì cảm thấy ok nhất là vẫn chưa còn thì đường trò chơi này nó chơi nó dễ kiếm anh em ạ, dễ kiếm. Ok, tài lụm luôn chưa ấy, sao ngon lành cành đào ngay, ngon lành cành đào ngay. Tiếp tục nào, vào một tay xỉu nó trả về cầu 1-1. Tay này hai củ rưỡi, lót bão 4 lít. Đấy, chơi mình lúc nào cũng phải lót tí bão anh em nhé. Chơi lúc nào cũng phải lót tí bão. Lúc nào cũng phải lót tí bão cho nó rực rỡ. Khi mà anh em lót bão ấy, thì cái tỷ lệ bão nó ăn cao. Mà mình phải vào ít tiền, vào ít vốn. Nên là nếu có được thì được rất to. Nên là chúng ta nên để dành một chút để lót bão. Ok, anh em cùng nhau mở bát nào. Cùng nhau mở bát xem tay này rực rỡ hay không. Ui dồi ôi, lụm xỉu luôn anh em ơi. Ngon lành chưa? Ngon lành chưa anh em? Tiếp tục nào. Vẫn cứ theo cầu phang đúng không anh em? Vẫn cứ theo cầu phang. Đấy. Một củ lót bão 3 lít. Một củ rưỡi là bão là 3 lít đi. Đấy. Một củ rưỡi là bão 3 lít. Thường thường ấy, những anh em nào theo theo cầu ấy, chứ mình cứ chạy theo cầu xu hướng cầu chính ấy, cái tỷ lệ thành công nó cao hơn. Đấy. Anh em đi theo cầu bệt. Cầu 1-1, cầu 2-2 thì lúc nào cái tỷ lệ chiến thắng nó cao hơn là anh em bẻ cầu.
anh em mẻ cầu thì mình sẽ không biết là khi nào nó gãy. Đó, tỷ lệ ra đảo rất cao. Mình cứ càng bẻ nó lại càng càng chạy thì biết biết làm nào, làm sao đủ vốn để theo, đúng không? Đó, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát đây tiếp theo nào. Ui rồi ôi, nó lại chuẩn cầu luôn anh em thấy không? Nó chuẩn đét luôn như thế này biết làm nào. Lên 57 củ rồi, rực rỡ rồi. Thôi thì cơm gạo thành công thì chiến đốt tay nghỉ anh em nhá. Cái này làm tay một củ. À thôi. 3 lít bão và 7 lít vào tài nhá. Tay này gọi là thả nhẹ thôi. Thả nhẹ, vui vẻ. Được thua nghỉ. Có cơm gạo có thành quả rồi. Có cơm gạo có thành quả rồi. Có cơm gạo có thành quả rồi. Ok thì xem tay cuối cùng mình rực rỡ hay không nào. Xem tay cuối cùng thành công không anh em ơi. 5 4 3 2 1. Ui giời, vẫn chạy kèo cầu anh em ạ. Ok không sao, ca này quá rực rỡ rồi. Dương chục củ ăn chục củ rồi. Mình quyết định dừng lại cho ca đây thôi anh em nhé. Đấy, chơi là chỉ cần thế thôi. Cơm gạo cứ từ 5 củ trở lên là anh em nghỉ được rồi. Không ham không cố. Đấy, tất cả anh em xem được video của mình cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến thì em nhớ đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Anh em cùng đam mê cùng sở thích, anh em nhớ tham khảo những đường cầu của mình. Anh em không cùng đam mê không cùng sở thích xin mời anh em lướt qua. Còn anh em mà muốn kiếm lúa kiếm cơm gạo bấm ngay cái đường link mình để dưới phần bình luận video anh em nhé. Sau đây thì mình xin phép kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye anh em.